những trải nghiệm thật hấp dẫn. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để có thể nhận ngay những tin tức nóng nhất mỗi ngày nhé. Các bạn cũng đã biết cuộc sống xung quanh chúng ta luôn tồn tại những điều bất ngờ, thú vị mà chúng ta khó có thể hình dung hết được. Ngay sau đây xin được mời quý khán giả chúng ta hãy cùng đến với chuyên mục Chuyện lạ bốn phương để khám phá những điều bất ngờ ấy. Cô dâu 62 tuổi xuất hiện với bụng bầu vượt mặt, chính thức trả lời về thông tin mang thai với chồng trẻ. Quý vị và các bạn thân mến, cô dâu Thu Sao và chồng kém 26 tuổi tiếp tục diện váy bầu, khoe bụng lớn và livestream trò chuyện với mọi người. Chúng tôi đã liên hệ với chị Thu Sao để tìm hiểu thêm thông tin. Mấy ngày qua, việc cô dâu 62 tuổi xác nhận chuyện đang mang thai với chồng trẻ khiến cộng đồng mạng được fan hốt hoảng. Trong một đoạn livestream cùng ông xã, chị Thu Sao luôn xuất hiện với vòng bụng lớn, chồng của chị anh Triệu Hoa Cương liên tục lấy tay xoa bụng vợ. Khi được yêu cầu trao nhau nụ hôn để thể hiện tình cảm, chị Thu Sao nói, ai lại hôn ở đây con lại cười cho chết, bây giờ có em bé rồi không hôn đâu, tuổi này mà được làm mẹ thì phải gương mẫu, thật gương mẫu cho con chứ trông nhỉ. Trong một đoạn livestream khác, chị Thu Sao tiếp tục diện váy bầu, anh Hoa Cương ngồi cạnh, tay liên tục đặt lên bụng vợ. Nhiều cư dân mạng đã hỏi về thông tin bầu bí, cô dâu người Cao Bằng trả lời. Thôi chuyện này để về Facebook riêng của chị sẽ chia sẻ, nói ở đây em bé nó hoảng. Trước những thông tin này, nhiều người vô cùng hoang mang, không biết thực hư thế nào. Liên hệ với chị Thu Sao để tìm hiểu rõ hơn về sự việc, chị Thu Sao không khẳng định cũng không phủ nhận chuyện mang thai mà chỉ đáp trả úp mở. Chuyện đó có thật hay không thì mọi người cứ theo dõi rồi sẽ biết thôi. Khi phóng viên hỏi thêm thông tin về chuyện bầu bí, chị Thu Sao từ chối trả lời thêm vì lý do hiện tại chị đang bận lắm, đang làm việc ở chỗ có nhiều người. Trước đó trao đổi với phóng viên báo chí Thức Trẻ, Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Ba Nha, trưởng khoa phụ sản Bệnh viện Bạch Mai cho biết, vài chục năm làm nghề bác sĩ chưa thấy tại Việt Nam có một trường hợp phụ nữ trên 60 tuổi có thể mang thai tự nhiên. Phụ nữ ở tuổi 60 hai bên buồng trứng đã mất chức năng, không còn trứng, noãn để có thể thụ thai tự nhiên. Tuy nhiên, người phụ nữ trên 60 tuổi có thể mang thai khi can thiệp bằng phương pháp khoa học. Nếu như người phụ nữ này khỏe mạnh, đủ sức khỏe để mang thai sẽ thực làm IVP. Điều kiện để làm IVP, người phụ nữ phải xin được phôi từ người khác hoặc xin trứng người phụ nữ khỏe mạnh khác để làm với tinh trùng của chồng họ. Vì ở độ tuổi này, phụ nữ không còn trứng để có thể làm phôi, Phó giáo sư tiến sĩ Nha khẳng định. Cô dâu 62 tuổi ở Cao Bằng gây sốc khi xác nhận mang bầu song sinh một trai một gái với chồng trẻ 27. Quý vị và các bạn thân mến, khi thông tin bản thân đang mang bầu, bên cạnh ý kiến chúc mừng, không ít người cho rằng cặp vợ chồng lệch tuổi ở Cao Bằng đang tạo chiêu trò. Kể từ khi gây chú ý với chuyện tình lệch 35 tuổi cùng chồng trẻ vào tháng 9 năm 2018, cái tên Lê Thị Thu Sao 62 tuổi không còn xa lạ. Thời gian qua, thông tin về cô dâu Cao Bằng liên tục phủ sóng dày đặc trên các mặt báo. Nếu theo sát cặp đôi đũa lệch này, nhiều người cũng phải gật gù công nhận vợ anh Hoa Cương luôn biết cách hâm nóng tên tuổi, dồn hết mọi quan tâm về phía mình. Sau khi gây chú ý với việc tân trang nhan sắc, người phụ nữ này lại có liên tục những phát ngôn sốc. Từ một người ít ai biết tới, không lâu sau đó chị Thu Sao đã sở hữu trang cá nhân với gần 120.000 người theo dõi. Thế nhưng, vào đầu năm 2019, người phụ nữ này đã livestream chia sẻ chuyện mất nick khủng, băng đi một thời gian không lên sóng. Trong clip livestream mới nhất sau khi lập lại Facebook, chị Thu Sao lại tuyên bố chuyện đang mang bầu. Ai lại hôn ở đây? Hôn ở đây con lại cười cho chết, bây giờ có em bé rồi không hôn đâu, tuổi này mà được làm mẹ thì phải gương mẫu, thật gương mẫu cho con chứ trông nhỉ. Chị Thu Sao gián tiếp xác nhận đã mang bầu. Không chỉ ngầm tuyên bố, cô dâu 62 tuổi còn đứng dậy khoe bụng bầu lớn để chứng minh lời nói của mình là thật. Thế nhưng khi thông tin bản thân chuẩn bị có con được chia sẻ, bên cạnh ý kiến chúc mừng, nhiều người còn cho rằng cặp vợ chồng này đang tạo chiêu trò. Trước những bình luận ác ý, cô dâu Thu Sao lên tiếng giàn mặt những ai đang khẩu nghiệp. Tuổi người ta 62 tuổi có một đứa con còn không chúc phúc cho người ta, cái tâm ác đấy giấu đi nhé, chỉ đến tuổi này là kỳ tích trong xã hội này rồi. Nên các em phải chúc phúc cho bà già này còn hơn là rủa. Cô dâu Thu Sao 62 tuổi mang thai, bác sĩ nói không thể, nếu xảy ra chỉ có do điều này. Quý vị và các bạn thân mến, theo các chuyên gia sản khoa, phụ nữ 62 tuổi thường đã mãn kinh, chức năng buồng trứng không còn, khả năng có con là bằng không, trừ khi can thiệp bằng phương pháp khoa học. Mới đây, trong clip livestream mới, cô dâu Thu Sao 62 tuổi, người phụ nữ nổi tiếng trên mạng xã hội, lấy chồng kém tới 36 tuổi. Trong lần livestream này, Thu Sao cùng chồng là 26 tuổi, xuất hiện với vẻ ngoài rạng rỡ và phấn khởi. Bụng dưới của chị Thu Sao lớn bất thường, riêng anh Hoa Cương, chồng chị Thu Sao liên tục cười và xoa bụng vợ.
Thu Sao cũng đã gián tiếp xác nhận việc mình đang mang thai khi cộng đồng mạng yêu cầu hai người hôn nhau để thể hiện tình cảm. Ai lại hôn ở đây con lại cười cho chết, bây giờ có em bé rồi không hôn đâu, tuổi này mà được làm mẹ thì phải gương mẫu, thật gương mẫu cho con chứ cho nhỉ, chị Thu Sao nói. Trao đổi với phóng viên báo chí Thức Trẻ, Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Ba Nha, trưởng khoa phụ sản Bệnh viện Bạch Mai cho biết, vài chục năm làm nghề bác sĩ chưa thấy tại Việt Nam có một trường hợp phụ nữ trên 60 tuổi có thể mang thai tự nhiên. Phụ nữ ở tuổi 60, hai bên buồng trứng đã mất chức năng, không còn trứng, noãn để có thể thụ thai tự nhiên. Tuy nhiên, người phụ nữ trên 60 tuổi có thể mang thai khi can thiệp bằng phương pháp khoa học. Nếu như người phụ nữ này khỏe mạnh, đủ sức khỏe để mang thai, sẽ thực làm IVF. Điều kiện để làm IVF, người phụ nữ phải xin được phôi từ người khác hoặc xin trứng người phụ nữ khỏe mạnh khác để làm với tinh trùng của chồng họ. Vì ở độ tuổi này, phụ nữ không còn trứng để có thể làm phôi, Phó giáo sư tiến sĩ Nha khẳng định. Theo Phó giáo sư tiến sĩ Nha, cuối năm 2018, Trung tâm hỗ trợ sinh sản của Bệnh viện Bạch Mai cũng đã có một người phụ nữ 58 tuổi sinh con khỏe mạnh nhờ can thiệp khoa học. Đây cũng là trường hợp lớn tuổi nhất sinh con nhờ can thiệp, được thực hiện thành công tại Trung tâm hỗ trợ sinh sản Bệnh viện Bạch Mai. Còn theo thạc sĩ bác sĩ Đồng Thu Trang, khoa sản Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, câu chuyện phụ nữ 60 tuổi mang thai đã từng ghi nhận trên thế giới và xảy ra cực kỳ hy hữu. Còn ở Việt Nam, một người phụ nữ 60 tuổi mang thai, bác sĩ Trang chưa từng gặp. Bác sĩ Trang cho biết, chất lượng của trứng của người phụ nữ sẽ liên tục giảm đi theo tuổi tác, từ 40 tuổi trở đi, khả năng dự trữ buồng trứng kém đi, cho nên phụ nữ sinh con càng lớn tuổi thì khả năng xảy ra tai biến càng nhiều. Phụ nữ bước vào độ tuổi mãn kinh từ 45 đến 55 tuổi. Ở giai đoạn này, người phụ nữ sẽ không còn có khả năng sinh sản, nội tiết tố gần như bằng không. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Bá Nha khuyến cáo, quá trình mang thai tiềm ẩn rất nhiều tai biến có thể xảy ra bất cứ lúc nào với người phụ nữ. Với những người phụ nữ trên 60 tuổi, mang thai nguy cơ tai biến sẽ cao hơn so với người thường rất nhiều lần. Người phụ nữ đó sẽ phải đối mặt với nguy cơ sảy thai, thai lưu, tai biến khi sinh và những bệnh tật khác. Vì vậy, người phụ nữ ngoài 60 tuổi nếu muốn mang thai, cần phải có sức khỏe tốt và cần phải theo dõi chặt chẽ thai kỳ. Quá trình mang thai có bất cứ biểu hiện bất thường, cần phải tới gặp bác sĩ ngay. Sốc tận ốc, cô dâu 62 tuổi vác bụng bầu 5 tháng livestream cùng fan, cao hứng tiết lộ giới tính của đứa trẻ. Tháng 7 năm 2018, mạng xã hội không khỏi xôn xao trước những bức ảnh cưới của cặp đôi đũa lệch cô cháu ở Cao Bằng là chị Lê Thị Thu Sao 62 tuổi và anh Triệu Hoa Cương 26 tuổi. Sau thời điểm ban đầu chưa quen với sự quan tâm soi mói quá đà của cư dân mạng, cặp đôi đã dần cởi mở hơn khi chia sẻ về mối tình cách biệt tuổi tác, bao gồm cả những câu chuyện tế nhị liên quan đến đời sống vợ chồng. Trong khi chị Thu Sao đã có một đời chồng và hai cô con gái lớn đều đã lập gia đình, thì anh Hoa Cương vẫn còn là trai tân, thậm chí còn là niềm hy vọng duy nhất của gia đình. Chính vì vậy, khi đến với nhau, ban đầu cặp đôi phải chịu sự phản đối rất lớn từ phía gia đình anh Cương. Thế nhưng dần dà họ đã thành công trong việc thuyết phục gia đình để có được một đám cưới trọn vẹn vào tháng 9 năm ngoái. Mới đây, cô dâu Thu Sao khiến cư dân mạng không khỏi bất ngờ khi livestream với chiếc bụng lớn bất thường. Khi mọi người vẫn còn đang ngỡ ngàng thắc mắc, cô dâu 62 tuổi đã lên tiếng cho biết mình đang mang bầu. Sau khi được dân mạng ngặn hỏi, chị Thu Sao còn tiết lộ thêm em bé đang ở tháng thứ 5 của thai kỳ và là một bé trai. Xuất hiện cùng vợ trong buổi livestream, chú rể Hoa Cương cũng tỏ ra vô cùng săn sóc cho vợ của mình khi liên tục xoa bụng nựng yêu cô dâu 62 tuổi. Hành động của cặp đôi đũa lệch này khiến dân mạng tin rằng đây là sự thật và không quên gửi lời chúc phúc đến cặp vợ chồng đũa lệch. Tuy nhiên, một bộ phận dân mạng khác tỏ ra hoài nghi vì cách đó ít ngày cô dâu Thu Sao vẫn khá là eo ót trong bộ ảnh thời trang. Trước đó, mẹ chú rể Hoa Cương trả lời phỏng vấn báo chí cho biết vẫn luôn khát khao có một đứa cháu cho vui cửa vui nhà. Con dâu đối xử với mình rất tốt, mình cũng đối xử tốt lại. Mình thương vẫn thương, nó vào nhà mình rồi không thương thì đã không tổ chức cho. Ngày đám cưới mình lo hết, chợ búa sắm sửa, nếu không thương thì không lo, đến hôm nay thì chẳng có gì phải nói nữa. Mình cũng suy nghĩ sau này, mình không có con cháu thì sao? Mình nghĩ nếu có tình cảm thật thì con dâu phải cho Cương đi kiếm đứa con cốt nhục. Giờ này mình vẫn nghĩ như thế, đó mới là tình cảm. Từ khi nó đòi cưới vợ, mình không ngủ say, nghĩ đến chuyện cháu thế nào, mình có cháu ở đâu để ôm, cứ nghĩ như vậy là không ngủ được. Ai cũng bảo trong cô chú khôn ngoan sao lại để con trai cưới thế. Vợ chồng mình cũng tâm sự nhiều, giờ con trai thế này mình phải lo cho. Ai nói gì thì nói, đời con chứ phải đời mình đâu. Mẹ chồng cô dâu Thu Sao đã chia sẻ như thế. Cũng là một người mẹ, liệu cô dâu Thu Sao có thấu hiểu suy nghĩ của mẹ chồng để liều lĩnh sinh con ở tuổi ngoại lục tuần hay không?
Xin chân thành cảm ơn các khán giả đã xem video. Nếu các bạn cảm thấy hay thì hãy like và share video. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ở góc phải màn hình để ủng hộ kênh và nhận được những tin tức hay mới nhất cập nhật mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại các khán giả trong những bản tin lần sau.